Xin chào các bạn. Canada là một quốc gia có nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Nơi đây được biết đến là đất nước thanh bình với nền kinh tế phát triển và hơn hết là chính sách định cư hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế. Vì thế mà số lượng du học sinh quốc tế tới học tập và làm việc tại Canada ngày càng tăng cao. Vậy nếu muốn định cư tại Canada như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chính sách định cư tại tỉnh bang Ontario nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên là: chào chương trình, em thấy hiện nay có rất nhiều người chọn Canada làm nơi làm việc và sinh sống. Chương trình hãy cho em biết tại sao nhiều người lại muốn định cư Canada như vậy. Định cư Canada luôn là một cái mục tiêu lớn của rất là nhiều trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đây cũng là một điều dễ hiểu, bởi lẽ Canada luôn được cả thế giới biết đến là một đất nước phát triển với cái nền giáo dục có một cái chất lượng nằm trong top các quốc gia đứng đầu trên toàn cầu. Nơi đây có cái chế độ an sinh xã hội tốt nhất thế giới với các dịch vụ, giáo dục, hưu trí, phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ y tế, công trình công cộng phục vụ cho người dân. Là một đất nước của người nhập cư cùng chung sống trong hòa bình, ổn định và tôn trọng lẫn nhau. Trong vòng 20 năm qua chưa hề có một cuộc khủng bố quy mô nào xảy ra trên đất nước Canada. Tất cả các âm mưu khủng bố đều bị ngăn chặn. Trong vòng hơn 150 năm qua, không hề có cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước Canada. Đây là quốc gia có một cái hệ thống an sinh xã hội và y tế toàn diện. Người dân Canada được hưởng cái mức sống vào cái hàng cao nhất trên thế giới. Thì tiếp theo sẽ là một thắc mắc của bạn Minh Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào chương trình. Qua tìm hiểu thì em biết được Canada có chính sách an sinh xã hội rất tốt. Cuộc sống của người dân luôn ở mức cao. Em cũng được biết tại Canada, Ontario là tỉnh đông dân nhất của Canada. Gần 40% dân số Canada nằm ở Ontario, Ottawa và thành phố lớn nhất của Toronto. Trong nhiều khía cạnh thì Ontario là trung tâm của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của Canada. Là đích đến phổ biến nhất của Canada dành cho người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế em rất muốn được định cư tại tỉnh Ontario, Canada. Mong chương trình cho em biết chính sách định cư Canada tỉnh bang Ontario như thế nào vậy ạ? Tại Ontario có chương trình nhập cư Nominee Ontario, viết tắt là ORMP. Thông qua cái chương trình này, người nhập cư với các kỹ năng và kinh nghiệm, mục tiêu của tỉnh có thể nhận được một số lượng giấy chứng nhận đề cử tỉnh bang Ontario mà sẽ cho phép các quốc gia nước ngoài có thể áp dụng tại Canada Permanent Resident với thời gian xử lý được nhanh hơn so với chương trình nhập cư tại Canada. Các chương trình nhập cư tại Ontario chấp nhận các ứng dụng theo một số chủng loại di trú như sau: Human Capital Priority Stream. Dịp này cho phép các dạng nhập cư đề cử cá nhân có Express Entry liên bang và những người có giáo dục bắt buộc, kinh nghiệm làm việc, lành nghề, khả năng ngôn ngữ và các đặc điểm khác để giúp họ thiết lập những cái thành công và hòa nhập vào thị trường lao động và cộng đồng của Ontario. Chương trình thứ hai là French Speaking Skilled Worker Stream. Các công nhân có tay nghề cao và có khả năng ngôn ngữ nói tiếng Pháp, tiếng Anh mạnh mẽ và những cái người muốn sống và làm việc lâu dài ở Ontario. Ứng dụng này cho phép cái đề cử cá nhân trong việc Express Entry và những người có giáo dục bắt buộc, kinh nghiệm làm việc, làm nghề, khả năng ngôn ngữ và các đặc điểm khác giúp họ dễ trong cái việc hòa nhập vào cái thị trường lao động và của cái cộng đồng Ontario. Kế chương trình thứ ba là chương trình General Category. Thông qua dịp này, Ontario sử dụng lao động có thể tuyển dụng lao động từ nước ngoài cho các vị trí có tay nghề đã được phê duyệt theo phân loại của chính phủ Canada theo cái dạng O, B hoặc là C. Những nhân viên này có thể đang sống ở nước ngoài hoặc ở Canada tại cái thời điểm đang nộp đơn. Dạng tiếp theo sẽ là International Student Category. Sinh viên với một International Student Offer Job Stream. Tiểu chương trình được tạo ra để giúp cho cái người sử dụng lao động tuyển sinh viên quốc tế. Nó được mở để sử dụng lao động và sinh viên Ontario với việc cung cấp trên cái địa bàn của tỉnh. Chương trình tiếp theo sẽ là tiến sĩ quốc tế. Đây là tiểu chương trình là cá nhân đã tốt nghiệp từ tiến sĩ tại một trường đại học công lập của Ontario. Tiếp theo sẽ là chương trình thạc sĩ quốc tế, International Master Graduate Stream. Tiểu chương trình hiện nay đang hoạt động như là một cái chương trình thí điểm tạm thời.
Các cá nhân đã tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ từ một trường cái đại học công lập Ontario. Liên quan đến chính sách định cư Canada tiếp theo là câu hỏi của bạn Kim Xuân, có địa chỉ email là kimxuanho93a@gmail.com, có gửi email về cho chương trình với nội dung như sau: em có tìm hiểu chính sách định cư Canada, em có thấy chương trình Express Entry. Vậy chương trình Express Entry là gì và chương trình hãy giải thích cho em được rõ hơn được không ạ? Chào bạn Kim Xuân. Thì cái chương trình Express Entry là một ứng dụng hệ thống hơn là một cái chương trình định cư. Nó được sinh ra để quản lý ba chương trình định cư cơ bản của Canada, là thứ nhất là Federal Skilled Worker, chương trình định cư lao động theo tay nghề của liên bang, là một trong ba chương trình định cư dịp Express Entry cùng với Skilled Trade và Canadian Experience Class. Chương trình Skilled Worker hướng đến những cái đối tượng lao động có tay nghề cao và trình độ tiếng Anh tốt. Federal Skilled Trade thì chương trình định cư lao động có tay nghề chuyên môn, bạn có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực quản lý, thì như là quản lý khách sạn, là thuyền trưởng, quản lý mỏ vân vân. Công việc chuyên nghiệp như là bác sĩ, luật, rồi kiến trúc sư. Các công việc đòi hỏi cái kỹ thuật về tay nghề như là đầu bếp, là thợ sửa ống nước hay là thợ điện. Còn về tiếp theo sẽ là cái chương trình Canada Experience Class. Đây là một chương trình định cư lao động theo kinh nghiệm làm việc. Thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 hoặc 3838 2080 để được các tư vấn viên của chúng tôi hỗ trợ bạn thêm về cái việc tìm hiểu về cái chính sách định cư tại bang Ontario các bạn nhé. Hy vọng những chia sẻ của chị Đằng Lụ thì hữu ích dành cho các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết của các trường học, các bạn hãy liên lạc trực tiếp với văn phòng của Tân Đại Dương tại số 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5.